trong các cái sự kiện này của chúng ta, các bạn đã có sự kiện mới thêm. Bây giờ mình sẽ click chuột ở phía dưới, nó sẽ nhảy lên trên. Như vậy thì cái sự kiện click chuột thì trong lab cũng đã hướng dẫn cho các bạn là sử dụng sự kiện gì? On click. Thì ra đây, hỏi là hỏi về thôi, quan trọng là các bạn có xem lab chưa. À, chứ còn có nhiều bạn chưa xem thì không biết là mình nên sử dụng cái gì. Trong lab cũng đã có mau click. Và nếu như bạn sử dụng sự kiện mau click thì khi bạn đưa con trỏ bằng phím mũi tên, nó lại không có. Nó lại không chọn được cái đối tượng. Thì chỗ này mình phải xử lý thêm tí xíu nữa. Như vậy giả sử mình chọn event và chọn mount. Ở đây các bạn có thể là chọn vô cái sự kiện thêm event đây nè. Rồi chọn mount, mount click. Như vậy thì trong cái sự kiện của các bạn ở đây, các bạn xem là đối với lại cái mount click, mount click đây, nó đưa sẵn cái sự kiện mount click ra. Thì các bạn chỉ cần chọn vô đây, chọn vô TB danh sách nhân viên mau click. Như vậy trong cái sự kiện này chúng ta sẽ viết gì? Ở đây các bạn sẽ sử dụng một cái hàm mới. Cái hàm này của mình gọi là select. Để làm gì? Để tí nữa mình sẽ xử lý một số cái sự kiện khác và mình gọi cái hàm này vào thì nó gọn hơn là mình viết code trực tiếp ở đây. Trong các cái phương thức mà xử lý sự kiện của các nút á, thì các bạn đừng nên viết code vào trong, mà các bạn nên viết một cái hàm riêng để gọi nó vào thì nó sẽ dễ nhìn, dễ thấy, dễ sửa code hơn. Đừng có viết vô đây. Các cái nút đừng nên viết vô, cứ viết cái phương thức ở bên ngoài này rồi gọi vào. Như vậy thì ở chỗ cái table danh sách nhân viên mau click, các bạn sẽ viết một cái là select. Như vậy mình sẽ lấy select là select dòng nào, và nó trả ra gì? Trả ra một nhân viên. Cứ select dòng thì trả ra nhân viên. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có là private và trả ra nhân viên. Một cái hàm là mới thêm sửa. Chỗ này mình đã viết tiếng Việt rồi thì mình viết tiếng Việt luôn. Chọn mở ngoặc INTI. Cứ ứng với một vị trí thì mình lấy nhân viên ra. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ return về danh sách nhân viên .get y. Rồi, cái dòng của mình khá là đơn giản nhưng mà mình cũng nên viết, để cần thì mình xử lý riêng chỗ này. Như vậy đối với lại cái table danh sách này, chúng ta mau click thì chúng ta sẽ sử dụng một cái việc là mình sẽ fill to form cái nhân viên nào. Nhân viên này nè, chọn gì, chọn ở đâu. Thì mình có model .get gì. Ở đây mình lấy table luôn đi. TBL danh sách .get selected. Get selected row. Rồi, get selected row.
trả về vị trí. Như vậy thì tại vị trí được chọn, hôm trước mình nói rồi, mình thao tác với bảng nhưng không lấy dữ liệu của bảng. Mình chỉ lấy index mà đang được chọn trên bảng thôi. Cái index đang được chọn trên bảng là get select row. Và chọn dòng thứ mấy. Và ứng ở dòng đó thì mình sẽ lấy cái danh sách nhân viên và get cái đối tượng trong cái array ra. Làm như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn là bạn get dữ liệu từ table. Mình chạy thử chỗ này coi. Khi click chuột. A thêm B thêm C thêm A B C rất nhanh. Được không? Bây giờ nè, mình đưa con trỏ lên. Thấy nó chạy không? Mà nó không làm được gì hết. À, mình đưa con trỏ lên. Đúng ra thì cái chỗ này nó cũng phải thay đổi dữ liệu chứ. Mình dùng phím mũi tên nè. Dùng phím mũi tên. Vậy phím mũi tên của mình chưa có tác dụng. Mình có thể viết thêm gì trên đây ta? Cái gì? Hồi nãy là mouse click mình viết rồi. Key press. Thì cái này cũng được. Cái này cũng được. Hoặc các bạn có thể xem cái select nào mà nó được thay đổi. Khi mà select được thay đổi thì các bạn có thể là lấy cái dữ liệu, nếu mà trong trường hợp là cái select của chúng ta thay đổi. Được chưa? Hoặc là các bạn xử lý sự kiện là cái phím của chúng ta di chuyển lên xuống keypress. Nếu keypress thì nó sẽ có trường hợp như thế này. Bây giờ bạn chạy lên. Quên cái này, nó chạy dự án luôn rồi. Nếu như mà bạn chạy lên, bạn gõ chữ A, A thêm, B, B thêm. Bây giờ nếu trong trường hợp này mà bạn keypress thì không có dòng nào được chọn cả. Bởi vì nó chưa từng được chọn, chưa từng được click chuột vô. Thì mình bấm keypress thì nó sẽ, mình phải xử lý thêm một cái sự kiện nữa. Nếu trong trường hợp chưa được chọn thì không làm gì cả. Chứ còn nếu như mà bạn chọn cái select index là nó báo lỗi ngay, bởi vì lúc đó select index là không có giá trị. Select row là không có giá trị ha. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ xử lý sự kiện là keypress đi. Keypress. Và mình gọi cái hàm giống như là click, mouse click. Rồi. Chạy lại. A thêm B thêm C thêm. Rồi mình bấm keypress thử coi. Rồi, ở ngoài này đi. Ví dụ như mình chọn để cho nó mất cái con chuột, không, nó không có làm gì. Ví dụ như mình ở đây bấm lên keypress không có tác dụng. Ý tưởng của các bạn là keypress nhưng mà thực ra không có tác dụng. À, như vậy nó sẽ làm việc khác. Nghiên cứu thử xem nè. Nghiên cứu tiếp ha. Rồi, trong bài người ta sẽ yêu cầu mình là viết thêm các cái nút. Viết thêm các cái nút. Nút của chúng ta là nút gì? Thêm, xóa, sửa. Như vậy ở chỗ này các bạn cũng nên đẩy cho nó một cái panel nhìn cho nó đẹp. À, xin lỗi. Next.
chúng ta có một cái panel. Ở đây chúng ta sẽ chọn property border BB. Ok. Trong này mình có bốn cái nút. Nút của chúng ta. 1 2 3 4 Rồi mình có thể canh bốn cái nút này, chọn cả bốn nút ha. 1 2 3 1 2 3 4 canh ở đây. Có khoảng cách đều nhau. Các bạn sẽ canh lề. Nó bị vướng cái 1 2 3 4. Ủa sao nó không đều? Độ lớn đều nhau, khoảng cách đều nhau. Này là kênh giữa, kênh đầu, kênh cuối. Chỗ này mình sẽ để là đầu. Trước. Sau. Cuối. Đầu trước sau cuối. Và mình xử lý cái sự kiện đầu trước sau cuối. Ngắn bước lại. Rồi, đầu trước sau cuối, chỗ này mình sẽ thay đổi code cho nó, btn đầu, btn trước, btn sau, btn cuối. Đối với bạn BTN đầu thì chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ viết một cái hàm để chọn đầu. Đầu. Như vậy cái việc mà trả về này nè, mình có lấy cái gì để trả về không? Cái đầu, cái hàm đầu này mình có cần trả về gì hay không, hay là xử lý trực tiếp luôn, tùy mình. Ví dụ như mình xử lý trực tiếp void với cái hàm ở đầu thì mình sẽ có một cái biến toàn cục là index, để khi mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ dùng chung. Index lúc đầu bằng -1 là chưa được chọn. Mình sẽ có khái niệm là chưa được chọn. Index bằng -1. Nếu như về đầu thì mình sẽ gán là index bằng mấy? Về đầu index bằng 0. Chắc không?
Chắc không? Nếu bạn không có dữ liệu lấy gì mà gán việc không? Thì chỗ này mình phải làm gì? Nếu nếu gì? Không, danh sách nhân viên. Ok. Nếu danh sách nhân viên, nếu danh sách nhân viên chấm sai. Ok, bởi vì mình xóa trên table là đồng thời mình xóa trên đây này. Ok. Nếu danh sách nhân viên chấm sai bằng 0, khác 0. Nếu danh sách nhân viên khác 0 thì index bằng 0. Và làm gì nữa? TBL nhân viên chấm set set selected. Có set selected, set selection, set select mode, set gì? Chọn dòng đầu tiên được chọn. Như vậy ở đây trong cái đoạn code, ví dụ như là mouse click viết rồi, đối với lại hàm net index ở đây bằng âm 1 nè, là chưa được chọn. Mouse click xử lý xong, xóa, tính sau. Hàm net ở đây có viết hàm net không? Đây, đầu cuối thêm xóa sửa. Nếu như các bạn muốn viết hàm đầu index bằng 0, table set row selection. Set row selection. Chứ không phải là set select ha. Set row selection. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ set row selection interval và vị trí của chúng ta là index. Sau khi chúng ta set cái này rồi thì chúng ta sẽ fill to form. Fill to form ở đây mình đưa là nhân viên thì sẽ là danh sách nhân viên chấm get index. Nếu như chọn cái nút đầu ở chỗ này, mình gọi cái hàm đầu. Rồi, đầu. Tương tự như vậy, mình xử lý cho cái cuối. Cuối đơn giản hơn, mình xử lý trước. Nếu như bạn đã có viết cho cái hàm về đầu tiên, thì viết cái hàm về cuối. Cuối thì sao? Nếu danh sách nhân viên sai khác 0 thì index bằng gì? Danh sách nhân viên chấm sai trừ 1. Bởi vì sai của nó bằng 3 thì index của nó là bằng 2, là lớn nhất. Cho nên sai bằng trừ 1. Và chúng ta cũng làm như vậy thôi. Select row. Rồi, get index. Đó là đầu và cuối. Bây giờ mình chạy hai cái đoạn này để mình kiểm tra đầu và cuối. A thêm B thêm C thêm. Mình chọn đầu, chọn cuối. Đúng ha? Đầu, cuối, trước, sau. Bây giờ trước, sau. Vậy trước là gì, sau là gì? Trước là gì, sau là gì? Trước. Mình cũng kiểm tra nếu danh sách nhân viên mà có sai khác không.
thì mới làm. Còn nếu sai bằng không thì không làm. Vậy trước, tức là cái index của mình sẽ giảm 1, giảm 1. Nhưng mà giảm đến đâu? À, giảm tới 0. Mà nếu giảm tới 0 thì làm gì? Không giảm hay là quay trở về dưới cùng? Trước. Lên. Nếu mà lên hết thì quay trở về. Quay lại. Ha, quay vòng luôn. Nếu như mà bạn không muốn quay vòng cũng được. Bạn muốn quay vòng thì cũng được. Mình control được chỗ đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu index làm sao? Còn lớn hơn 0. Nếu index còn lớn hơn 0 thì index trừ trừ giảm đi. Còn không sao? Tức là index mà đang bằng 0 thì không có trừ nữa. Thì index sẽ bằng gì? À, bằng size trừ 1. Đúng rồi. Danh sách nhân viên chấm size trừ 1. Quay lại. Danh sách nhân viên chấm size trừ 1. Sau. Sau thì sao? Nếu index đi tới bé hơn size chấm size trừ, nếu bé hơn size, danh sách bé hơn size, ví dụ như là size bằng 3 mà nó đang bằng 2, bé hơn size trừ 1 mới được. Bé hơn size trừ 1 thì index làm sao? Cộng. Còn không thì index bằng 0. Rồi. Như vậy mình có trước, có sau. Đó, trước và sau. Nếu như index còn lớn hơn 0 thì trừ. Nếu như index còn nhỏ hơn size trừ 1, giả sử như có 5 nhân viên thì nó đang đang ở 4. Ở 4 thì không có cộng nữa. Cộng nữa lên bằng 5 là nó out rồi. Cho nên khi mà nó đang ở 4 thì cộng là nó sẽ quay trở về 0. Nếu mà mình net tiếp thì nó quay trở về 0. Như vậy chỗ này, nút này của chúng ta là trước, thì chúng ta gọi cái hàm trước. Chỗ này sau, gọi sau. Chạy A thêm B thêm C thêm sau. Rồi, trước, đầu, cuối. Dễ không? Dễ ha, rất dễ. Rất dễ. Nhưng rồi sao? Đó, trước, sau, đầu, cuối. Dữ liệu trên này nó tự chạy nha. Bởi vì mình có fill to form thì nó sẽ tự chạy theo cái lựa chọn của mình. Trong lớp 3 còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Xử lý sự kiện, bài làm thêm của lớp 3. Các bạn làm cho thầy máy tính bỏ túi. Có chưa? Máy tính bỏ túi. Bữa hôm trước làm mới có đơn giản thôi. Bây giờ cái số của chúng ta là bấm số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, nó phải lên được cái test.
Nè. Em mở máy tính bỏ túi ra. Đúng rồi. How to. Đúng không? Có những cái thầy đâu có ngồi gần các bạn. Đúng rồi. Cộng trừ nhân chia không cần cosin, cộng trừ nhân chia căn bậc 2 bình phương. Những cái cơ bản chứ còn không cần đến cosin. Cosin thực ra đưa cái hàm vô thôi mà. Gọi cái hàm max đưa vô thôi. Nếu như các bạn đưa được. Tìm ra chưa? Tìm ra chưa?